Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu về cái giống chuối tây Thái Lan giống bên nhà mình này. Đây là nhà mình đang đánh cho khách. Đây củ chuối giống đây như thế này. Nhà mình thì để lại chặt là 20 phân để bán cho khách, để đúc vào trong bao tải ấy. Thì cái chuối này thì nó cũng rất dễ sống. Thì khoảng cách trồng thì từ gốc nọ tới gốc kia là 2,5 m, còn hàng cách hàng là 3 m. Đây thì cái hố trồng ấy thì là mình đào ấy là hai sâu 20, rộng 20, vuông 20. Thì cái chuối này nó rất chi là dễ sống, thì trồng xong cái thì tưới nước luôn, thì tưới lấy 2 lần. Trồng xong cái tưới nước, xong rồi độ khoảng nửa tháng sau thì mình lại tưới lại để cho nó ẩm, nó dễ dễ nó bắn ra, còn cái mập nó tòi lên. Rồi chuối giống thì quá đẹp luôn. Đấy thì bạn nào mà có nhu cầu mà mua chuối giống chuối Tây Thái Lan thì cứ alo cho mình theo số điện thoại là 0779 335 899. Mình tên là Thảo, mình ở khu 6, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Chào tất cả mọi người nhé.